thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc về kế hoạch đánh giá thí điểm làm sạch sông tô lịch và một góc hồ tây bằng công nghệ của nhật bản Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và cảm ơn Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản đã triển khai tài trợ dự án thí điểm làm sạch này, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá kết quả của dự án, đảm bảo khách quan xem xét nhân rộng nếu có kết quả tốt. Trước đó, sau một thời gian thí điểm, cơ quan chức năng đã bước đầu ghi nhận nước sông Tô Lịch, Hồ Tây tại khu vực thí điểm có cải thiện theo chiều hướng tích cực, bớt mùi hôi và nước đã trong hơn.